đâu để đậu mình cảnh luôn. Mấy bên anh trước á. Thì mấy anh trước á, mấy anh trước á. Mình đã bắt đầu á, mình chạy nhẹ nhàng rồi đây. Mấy đó đó, ừ đúng rồi đó. Này có chừng chưa?
Rồi thì đây là cái chuyến chậu trở về Nhu Gia nha bạn, Nhu Gia của Sóc Trăng. Thì khách hàng có xe chạy lên lấy. Thì chung giao được 3 cái chậu 90, một cái chậu 1 mét, hai cái chậu 60. Toàn bộ là những cái chậu sơn đỏ truyền thống. Thì các bạn nào có nhu cầu mua chậu thì liên hệ với Trung qua số điện thoại là 03 29 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì cái video tới đây là kết thúc thì cuối video. Chung trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.